Hello mọi người nhé. Thì hiện tại giờ thì đang dịch cho nên là không đi chợ được ấy. Cho nên mình sẽ ra sau vườn nhà mình hái một ít cái lá gọi là lá giang để phải nấu canh chua nha các bạn. Cái lá giang này thì ở quê mình thì hình như nó mới có hay sao ấy. Tại vì một số địa phương khác thì cũng có nhưng mà lại hái ở chỗ nhà mình xong rồi nhập sang chỗ đó. Mình thì ở Phú Yên đó các bạn, ở huyện miền núi Phú Yên, huyện Sông Hinh ấy, thì lá rất là nhiều. Thế nhưng một số ở địa phương khác cũng trong tỉnh mình luôn ấy. Ví dụ như ở thành phố Tuy Hòa thì không có, hoặc là ở những xã huyện đồng bằng thì không có. Cái lá này thì nó có vị nó chua chua các bạn, giống như là lá gọi là giống như lá me đấy, hoặc là có thể thay dùng dùng me thay me nấu canh chua rất là ngon, nhưng vị nó rất là thanh, nó không có chua gắt, nó thanh thanh vậy đấy. Ở chỗ mình thì thường dùng lá để nấu canh canh chua với lá giang này, giống như là canh chua cá cá lóc này. Thì thay vì canh chua lóc thì mình có thể nấu cá lóc với lá giang rất là ngon, hoặc là nấu gà với lá giang, hoặc là cá, đơn nói chung đơn giản có thể là chúng ta dùng cá khô nấu với lá giang rất là ngon, vị nó rất là thanh mát các bạn ạ. Thì đây là mình xa ra sau vườn nhà mình đó, rất là nhiều lá giang rồi các bạn xem đây này, đây. Mình quay các bạn xem lá giang nhà mình đây này đó, ra thấy ngay, thấy thấy ngay có lá giang ngay luôn đấy. Đây lá giang các bạn, đây lá của nó đây. Chua các bạn, mình thế này mình hái vào, bắt đầu mình đặt nấu canh chua, ui chua quá. Bây giờ mọi người, ở quê mình gọi đây là cái lá giang này mọi người, đó đây là lá giang này, mình sẽ hái vào để nấu canh chua này. Mà chúng ta phải phân biệt đây là lá giang, nhưng cái lá này không phải là lá giang nha các bạn, nó cũng giống giống tựa tựa vào nó mọc chung luôn. Đây hai lá này này, đây 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 là lá giang nhưng đây không phải là lá giang nhé. Đó cái lá này thì có nó vị nó chua chua chua, chúng ta có thể nấu canh chua được này, dùng để nấu canh chua hoặc là nấu làm gì nhỉ, nấu nấu canh chua với làm thay thay me đấy, để nấu canh chua rất là ngon các bạn. Ở quê mình thì mùa này là mùa nắng rất là nhiều, mọc ở hàng rào các bạn này đó, nhà mình mọc rất là nhiều luôn đấy. Nhưng mà có một điều là khi chúng ta hái, chúng ta đừng hái nhầm hai lá này này. Đây, được một chỗ đấy các bạn. Mình sẽ pha, mình đưa cho vợ mình lên, vợ mình nấu canh chua. Đây, đấy mọi người thấy chưa, vợ mình vừa nấu xong này. Đây vợ mình nấu canh canh lá giang này với gà các bạn nhé. Đó khi mình nấu xong đây này, nhìn hấp dẫn chưa. Đó để cho mình lấy một miếng xem sao nào. Rất là ngon.